Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip mình giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc xoắn khớp xoay linh hoạt. Trên tay mình đây đang là sản phẩm côn nhị khúc xoắn khớp xoay linh hoạt. Đối với sản phẩm này thì trọng lượng thân côn nó sẽ nặng là 350g, độ dài thân côn là 28cm, có khớp xoay linh hoạt, dây xích dài 19cm và độ dày thành inox là 1,2mm. Một chiếc côn rất chắc chắn và được sử dụng rộng rãi đối với những người luyện cả hai cái trường phái là luyện tập chiến đấu và luyện tập nghệ thuật. Đây, các bạn có thể xem côn, phía đuôi côn, thân côn hình dạng xoắn rất đẹp. Tiếp theo là phần đầu côn. Phần đầu côn này được làm bởi khớp xoay linh hoạt, cực kỳ linh hoạt, dây xích chắc chắn, thành inox rất dày. Đây, sự linh hoạt sẽ cho các bạn thấy khi các bạn đánh côn thì cái khớp này nó sẽ linh hoạt xoay như thế này, nó xoay như thế này, không hề có cản trở gì cả. Chính vì thế nó giảm tải cho chúng ta trong quá trình tập luyện, không gây mỏi tay. Và với trọng lượng 350g này là trọng lượng lý tưởng nhất đối với những người sử dụng côn nhị khúc, không quá nặng mà cũng không quá nhẹ và phù hợp với rất nhiều đối tượng tập luyện, từ người cao to khỏe cho đến người thấp và ít cân đó. Thì khi mà đã luyện được cái côn này thì nó là một cái côn cực kỳ là phù hợp để vừa biểu diễn vừa chiến đấu và mang theo cho người rất là hay đó. Công năng của nó là tuyệt vời nhất mà các học viên của mình sử dụng cực kỳ nhiều cái côn này. Đó, hình dạng xoắn như thế này sẽ giúp cho chúng ta chống trơn trượt. Tại vì sao có rất nhiều người khi tập luyện côn nhị khúc sẽ bị ra mồ hôi tay, khi đó cầm những cái cây côn trơn trượt ấy, nó sẽ rất dễ bị bay côn đi trong quá trình tập luyện, chúng ta vụt hoặc là loan côn. Chính vì thế cái thân côn xoắn này sẽ tạo ra những cái nếp xoắn để chúng ta cầm vào sẽ mút tay hơn và chắc chắn hơn. Tiếp theo nữa là cái thân côn xoắn này khi chúng ta bị rơi xuống nền đất đá cát sỏi thì nó sẽ giảm cái việc méo mó đi, bởi vì nó có những cái phần sâu bị bóp sâu vào thế này tạo thành cái xoắn ấy, thì rơi xuống thì nó sẽ cái phần hạt sỏi, hạt đá nó sẽ bị rơi, nó sẽ bị vào cái phần lõm này. Chính vì thế tỷ lệ sản xuất cao, chính vì thế nên là cái côn này nó bền như vậy, cực kỳ bền luôn các bạn nhé. Các bạn có thể tưởng tượng là cái côn này tuổi thọ của nó rơi vào tính bằng năm, tức là trên 3 năm, chứ không hề là dễ hỏng như các loại côn khác đâu. Cái côn này cực kỳ bền đấy, nên là nếu như các bạn nào có nhu cầu mua một cái côn với nhu cầu là luyện tập lâu dài và bền bỉ mà quen với cái côn đấy thì các bạn nên sử dụng đến loại côn này nhé. Bây giờ trước tiên mình sẽ đánh những cái đòn cơ bản cho các bạn thấy cái sự linh hoạt và trọng lượng này khi mình đánh ra thì nó sẽ như thế nào nhé. Kỳ là kinh khủng, bởi vì là đối với trọng lượng 350g thì cái tốc độ ra đòn của nó khá là ổn đó, và cái thân côn này đủ để tạo ra một cái lực với sát thương khá là lớn rồi đó. Tiếp theo mình sẽ muốn nghệ thuật đối với dây côn dài 19cm này là một độ dài lý tưởng dành cho những người luyện tập côn nhị khúc biểu diễn. Bởi vì sao? Khi chúng ta loan côn, nó tạo ra cho chúng ta một cái sự mềm mại trong từng đường côn. Nếu như dây ngắn hơn một chút, ví dụ như là khoảng 13 cm
thì nó sẽ dễ bị gãy rồi thôi khi chúng ta thực hiện. Các bạn có thể để ý thấy là phía trong thân côn này có một đoạn xích nhỏ ở trong này, nó tạo ra cái độ leng keng, các bạn nghe nhé. Đó, đó, nên tạo ra cái sự vui tai cho chúng ta trong tập luyện. Đó, đây mình có thêm một cây nữa, mình sẽ đánh cho các bạn thấy khi chúng ta tập luyện hai côn ấy thì là không hề bị mệt. Khi mà với trọng lượng 350g này, chúng ta luyện tập qua những cái côn nhẹ rồi và chúng ta đang luyện tập đến tầm trung rồi, thì chúng ta luyện tập nó không hề gặp cái vấn đề là mệt mỏi quá. Đối với cái côn với trọng lượng 350g này là một trọng lượng cực kỳ lý tưởng. Hoặc là múa nghệ thuật. Mình khuyên các bạn là khi mua côn, nếu như có điều kiện các bạn nên mua luôn cả hai côn, và nên mua hai côn giống nhau, hai côn giống nhau để chúng ta có thể tập hai tay cùng một lúc. Bởi vì là khi chúng ta tập hai tay nó sẽ lên đều cả hai tay, còn chúng ta tập một tay thì hầu như là cái tay thuận của chúng ta nó sẽ kỹ thuật sẽ tốt, còn sau này chúng ta tập sang cái tay không thuận như mình là bên này tay trái không thuận thì mình sẽ mất khá là nhiều thời gian để tập thêm cho tay trái nữa, tay không thuận nữa đấy. Vì thế nên là các bạn là có điều kiện nên mua luôn cả hai sản phẩm như thế này. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn là đừng quên bấm đăng ký kênh ở dưới này, và mua hàng các bạn truy cập website cnk.vn hoặc gọi điện vào tổng đài 1900 0114 để được tư vấn về cách chọn môn làm sao cho phù hợp với bạn nhất. Đó, và đặt hàng bên mình sẽ giao hàng tận nơi, nhận hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Cảm ơn các bạn đã xem clip.